chết em rồi. Ôi đẹp đấy. Anh giải thế này thì chết em rồi. Anh em thấy chưa? Không thể đùa được với món món tinh mùi ba số ơi được. Khét lắm. Đó. Đây anh em nhá. Sẽ có rất nhiều cái ẩn số bất ngờ anh em nhá. Tinh mùi là phải thuốc ngoại. Thưa toàn thể 500 anh em là chúng ta đang có mặt tại sân vận động Định Công. Tại sân vận động Định Công thì tọa lạc tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Nghe nói hồ này chơi tương đối sâu, gắn cả khuyên ô tô vào chấm đen. Hồ tương đối rộng anh em ạ. Nhìn cũng có vẻ ra gì đấy. Ui, hồ này săn hàng khả năng cũng ok anh em ạ. Cưới đây, cưới đây, cưới đây. Cưới. Đội hình này. Xin thưa với cả 5.000 anh em là đội hình Bá Vương đã đông đủ. Năm cần đã đông đủ. Khả năng là hôm nay năm ông này sẽ tát khoảng tầm 5 tạ cá. Năm đại sư đang ra đồ anh em ạ. Chà. À, đây là đội hình chuyên đi vét hồ. Chà. À, trong này còn được khoảng nửa bằng ấy nữa anh. Đây là bột canh này anh em, bột canh này. Đây là mì chính này. Đây là bột nêm này, đây là hạt tiêu này. Đây là giấm ớt này, đây là gì này? Đây là mấy chai tương ớt. Ui. Đầy đủ gia vị luôn. Khét thật. Ai chà chà. Anh em ạ, bây giờ là đang bắt đầu quấy cám. Bắt đầu là phải có gạo. Đấy, thành phần đầu tiên là gạo. Rồi. À, đây người ta sẽ gọi là cháo đậu xanh. Ô, cái là cháo hoa. Cháo hoa. Cái túi bên cạnh kia là đậu xanh anh em ạ. Bỏ ra. Đem ra kia. Mang ra kia. Không chơi đấy. Thế thì đây người ta gọi là lẩu anh em, không phải là cháo, quên lẩu, 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 lẩu. Đây lẩu thập cẩm luôn này. Đấy. Kia là bắp bò này. Đây là sẽ là túi riêu cua này. Đấy. Đây là ếch anh em ạ. Ếch. Hôm nay sẽ sau khi tính tổng cân thì chúng ta sẽ lấy hai con số phần đuôi cộng thêm 1. Rồi tối anh em quất đề. What the hell? Oh. Hàng 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 hàng. Làm gì đủ đẳng cấp để câu bát hương như tôi được. Chỉ câu túi ni lông thôi. Thơm quá. Này, có cụ nào tầm sinh năm 7X thì chắc là biết đây là tình trạng phân phát lương thực thời bao cấp. Mỗi ông đúng tiêu chuẩn, sách về. Anh em ạ, cổ động viên xuất hiện bắt đầu tương đối đông. Khoảng tầm 2.000 người nhưng mà không biết là đi đâu hết rồi. Giới thiệu với người anh em là cái cần ngoài cùng kia là rẻ nhất 8 triệu. Cần bên cạnh là 12 triệu. Cần ở giữa này là 16 triệu, còn hai cần hai bên thì... Ông lên Facebook ông search đồng triệu. Thực ra thì giá nào cũng có. A few moments later. Xả mồi. Anh em xem học tập nhá. Hôm sau còn kiếm cái giải. Đấy. Đây, phải xem vị thần bốc chép vàng xả mồi anh em ạ. Ô, đã xả xong rồi à?
Ý giời. Xong 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 xong. Đen 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 đen. Ui 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 ui. Đen đen đen. Thôi bỏng rồi, thôi bong rồi. Quá lãng phí cho cần thủ quang biểu. Bong mất con đen 20 cân. Rời vị trí, rời vị trí, rời vị trí. À, bây giờ anh em đây là cần thủ Hùng. Tên đệm là gì bác nhỉ? À, cần thủ mới nổi anh em ạ. Anh có một cây cần màu tím. À, hồng, hồng nhỉ. Màu hồng. À, quấn cần hoa cũng điểm hồng. À, giọng cá thì màu đỏ. À, vợt thì màu điểm điểm tím, hồng. Thùng thì cũng đá tí đỏ. Áo thì của Bá Vương thì màu đỏ rồi. Ô thì may quá không đỏ không hồng. À đây rồi. Quả bộ pad thì cũng ui, chơi màu titan luôn anh em ạ. Thật sự. Căng 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 căng. À, cũng tông xoẹt tông ấy. Lại dính đen anh em ạ. Đen 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 đen. Thôi bong rồi. Trời ạ. Nãy giờ bong hai con đen rồi. Con này khả năng là cũng không được 20 cân nhưng khoảng 18 cân. Thằng đây, đây là bác này là lớn tuổi nhất trong team 5 người, đúng không bác? Quế ạ? Đã? À, cần thủ Quế Thái anh em ạ. Thằng bác có khoảng tầm cỡ 30 năm kinh nghiệm săn hàng. Các cô gọi là gừng càng già càng cay. Đấy. Anh em nhìn, skin gọi là điều luyện luôn. Ô, nhìn view này cứ giống hồ linh đạm. Và bác có cách xả mồi hoành tráng ấy. Còn đầu tiên chấm cỏ, chấm cỏ, chấm cỏ. 3 cân nhá anh em nhá. 3 cân, 3 cân, 3 cân, 3 cân. Ô, chê ta anh em ạ, chê ta, chê ta, chê ta, chê ta. Chê ta, chê ta. Ơ, sao chê ta biến thành cái rẻ này. À, xin hỏi nghệ danh của cần thủ này tên gì nhỉ? Thành à? Tên đệm là gì? Trần. Trần à? Trần. Hả? Thành là anh em biết rồi. Không, nói hai câu đi. À, nói tên đệm nữa đi cho nghe cho nó vui. Ví dụ bên kia là bác Quế Thái thì bên này là cái gì Thành? Trường Thành. Trường Thành. Ai chà chà. Nghe khét đấy. Trường Thành. A few minutes later. Anh em ạ, cần thủ này va con đen 20 cân gãy cân luôn. Thành là anh em biết rồi. Khét thật. Ôi. Ui 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 ui, hang hang hang. Trời ơi. Trời ơi. Này. Này. Đám hết. Alo alo. Anh em ạ. Này. Phải lạy bố này luôn. Mẹ đóng con rô 12 cân gãy cần. Con đấy mang về. Này. Con rô như này làm gãy cần 8 hết. Con này về thả bể nhá. Con này về thả bể nhá. Đây, đây là chân dung con thủy quái làm gãy cần. Đây, đề nghị nghệ sĩ Quang Bỉ mang về thả bể nhá. Báo cáo anh em là 10 phút đã trôi qua. Nghĩa là 1/9 của game đã trôi qua.
khối lượng bây giờ đang là khoảng 8 đến 9 lạng. Khả năng là hôm nay năm ông này sẽ tát khoảng tầm 5 tạ cá. Tầm 2 cân đi, rồi ơi, đây rồi, đây rồi. Ôi giời ơi, trời ơi, siêu. Ôi giời ơi, chơi củ anh em ơi, chơi củ. Ôi. Đây rồi. Đây rồi. Ôi. Đơ luôn anh em. Bỏ. Đây rồi. Thôi bỏng rồi. Chúc mừng anh đã quay về ôm mất lượt. Rất thẻo luôn, to vãi. Theo như anh tiên đoán thì con hàng khoảng bao nhiêu cân? Con này á, nếu mà lúc tôi chưa thấy mặt nó nhưng tôi nghĩ chắc phải trên 20 cân. Ôi. Một con hàng trên 20 cân vừa bao anh em ạ. Nổ thẻo luôn. Bác mà nói trên 20 em phải nhân 4. Ngót tạ anh em ạ. Chúng ta cứ phải nổ nhiệt tình rồi cho hàng nó khủng. Rồi vào việc luôn, vào việc. Ôi trời. Được. Đấy rồi, ui giời ơi. Đẹp. Ui giời, bong. Thế không bong. Ui giời. Nào. Đây rồi. Thôi lên mẹ luôn rồi. Anh lại thả nó về hồ rồi. Sau khi kết thúc, cầu thủ này vẫn va chấm đen anh em ạ. Sợ thật. Ui giời. To quá không bốc lên còn phải kéo cần này. Ui. Ôi cẩn thận nổ trục. Ôi hoảng. Ôi chết rồi. Đèn to quá anh em ạ. Bát Hương. Bát Hương, không phải Bát Hương. Ôi. Con này nheo anh em ạ, nheo. Ui. Nheo to đấy. Ơ cá gì chả dễ nhỉ. Ngồi của cần thủ biên nhá. Khả năng cần thủ biên sẽ trộn thêm thuốc lá anh em ạ. Thấy bác ấy hút suốt thôi. Mẹ hút từ đầu đến giờ. Cá say. Hình như quay nãy giờ mình phát hiện ra bí kíp của Đài Sư Quế rồi anh em ạ. Tại sao anh có thể bốc được nhiều cá như thế thì khả năng là đây. Anh dùng tinh mùi 3 số anh em ạ. Đây. Ui. Món này mà xả xuống mẹ cá say lòi mắt. Thế là cứ đi loạn choạng là va mồm và lưỡi là lên hàng thôi. Đây là một thủ thuật tương đối là kín đáo nhưng mà vẫn bị cụ móng phát hiện ra anh em ạ. Cứ tưởng như là để hút nhưng mà anh cứ nhấp lên trên môi một cái là anh lại vê vào mồi anh em ạ. Khét lắm. Nào nãy giờ toàn bốc hàng khủng thôi. Rồi. Hàng rồi anh em, hàng rồi.
hàng rồi, vào việc rồi. Vào việc rồi. Ôi giời ơi, chép củ rồi. Báo cá. Thôi tránh ra không là cần vả mồm mà thôi đứt đấy. Anh em ạ, chép khoảng 4 cân. Ôi! Đẹp luôn. Ôi thoát rồi. Ôi thôi, bong rồi. Chấm hết con này là khoảng bong rồi. 2x gần 3 luôn. Rồi. Đây. Có biển không? Ôi thôi, chết em rồi. Ôi đẹp đấy. Anh giải thế này thì chết em rồi. Anh em thấy chưa? Không thể đùa được với món món tinh mùi ba số được. Khét lắm. Đó. Đây anh em nhá. Sẽ có rất nhiều cái ẩn số bất ngờ anh em nhá. Tinh mùi là phải thuộc ngoại. Thời gian thi câu chuẩn bị kết thúc. 10 9 8 Úi giời. Vẫn cứ là tinh mùi ba số anh em ạ. Khả năng chép hồ này ưa thuốc lá. Khả năng chủ hồ là một người tương đối là nghiện thuốc. Khả năng cứ ra trong hồ rồi vứt tàn thuốc xuống cá ăn là quen mùi anh em ạ. Đéo tin. Cái to nhà nha, nên đánh hồ này trục thiếu cẩn thận tí. Cũng cần rô đồng kìa. Nói chung đại sứ quế đã lên được 2 con chép tương đối to anh em ạ, bong khoảng 30 con đen. Cứ toàn đóng sốc thôi. Anh bế lên. Ái chà. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Bắt đi anh. Bắt về đi. Tôi đi tuyển chết nào nó thả. Ờ chứ không thả. Đẹp chưa? Thế đã cần chưa? Cần. Ông nhất luôn rồi. Thế tưởng cân tính tổng cho anh em. À, tưởng mình có game cân tính tổng cho anh em. Thả cá hết rồi à, nhưng mà không mang cân. What the hell? Không ông nào mang cân. Mới quẳng rồi. Anh em comment nhiệt tình ấy, đổ cá đi này chết rồi. Hôm qua Quang Bỉm ông còn live stream xoay bọt mép. Thì mọi người hãy dự đoán tổng số cân cá của 5 cần thủ sẽ câu test tại hồ Định Công ngày mai 8 giờ sáng mai. Rồi, game kết thúc anh em nhá. Hẹn gặp lại vào sáng chủ nhật tại sân vận động Định Công.